Pha lấy bóng rất tốt. Một pha phối hợp trung lộ của các cầu thủ Sa Đéc Khánh Hòa Biển Việt Nam là Yusuf Toure. Sau những pha phối hợp trung lộ rất ăn ý của các cầu thủ đội khách. Pha xử lý mạo hiểm. Đối mặt. Dứt điểm. Không vào. Tiếp tục là cú sút nữa. Đình Lợi đã vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn bên phía đội chủ nhà nhưng lại không thể sút tung lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Sau khi vượt qua hậu vệ đầu tiên của đội chủ nhà, Nguyễn Đình Lợi, trọng tài đã dành cho các cầu thủ Sa Đéc Khánh Hòa Biển Việt Nam rất nguy hiểm. Cú dứt điểm không vào. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống dẫn tới cú dứt điểm trúng xà ngang. Cú sút với lực đi rất tốt của cầu thủ bên phía. Chúng ta xem lại một lần nữa với góc máy từ phía sau cầu môn. Cú dứt điểm dội cột dọc của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Đây cũng được coi là cơ hội tốt nhất của các cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn từ đầu trận đấu. Cơ hội dứt điểm, tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Cuối cùng thì thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Chúng ta xem lại quả chọc khe rất hay của Bùi Trần. Lâm Tinh Phong dứt điểm không vào. Trước sự chứng kiến của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo trên sân Thống Nhất ngày hôm nay, mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vô lê. Cú sút bởi sau vòng đấu này họ sẽ hành quân ra phía Bắc để làm khách trước câu lạc bộ Hải Phòng. Nguy hiểm không vào. Trung vệ người Pháp Zarua là người mắc lỗi. Một thế trận chắc chắn bên phần sân nhà nhưng vừa rồi họ đã không làm được điều đó. Cao Văn Chiên để mất bóng và cơ hội cho cao thủ Sa Đéc Khánh Hòa Biển Việt Nam dứt điểm ngay không vào. Pha bóng nguy hiểm xuất phát. Nhật Nam đánh đầu vẫn không vào. Xuất sắc, rất xuất sắc của Sài Gòn. Người đã có cơ hội đầu tiên là Zarua. Nhật Nam. Lâm Tinh Phong. Lâm Tinh Phong đã di chuyển vào trung lộ. Dứt điểm. Dứt điểm. Không vào. Từ chối cơ hội của Yusuf Toure. Susa. Toure. Penalty rồi. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu và trọng tài Trần Văn Lập đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho câu lạc bộ Sa Đéc Khánh Hòa Biển Việt chủ nhà. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Đã có tác động từ phía sau của Nguyễn Văn Ngọ với cầu thủ của Sa Đéc Khánh Hòa Biển Việt Nam. Đó là số 16 Đình Nhơn. Toure và Phạm Văn Phong. Toure. Tỷ số là 1-1 cho Sa Đéc Khánh Hòa Biển Việt Nam. Có thể đây sẽ là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Và rất có thể lần thứ tư liên tiếp hai đội bất phân thắng bại khi đối đầu nhau.